Xin chào các bạn. Hiện tại mình đã có mặt tại Chiêu Vũ Bắc Sơn và đây đang có sự kiện hội trại trưng bày sản phẩm. Và đây là khung cảnh của hội trại ở xã do đoàn thanh niên tổ chức. Hội trại đang được tổ chức tại sân của xã. Hiện nay có rất là đông đảo bà con đang xem màn kéo co ở đây. Trận chung kết môn kéo co đang diễn ra ở sân xã Chiêu Vũ. Mình đang lên chút cáo để quay vlog một chút. Ở gần quá thì ồn không quay được. Đấy, tất kỳ vượt qua quá vòng dài rồi cả nên nó không cái nhất gì hết rồi đó. Tại chùa thôn Tân Kỳ có các chị em đang ở đây. Chào các chị em. Các chị em đang ngồi nghỉ. Vừa quay vừa thuyết trình nè anh ơi. Đang độc thoại thế thôi. Đây là cháu mới nha. Ok. Đây là trại mình có cái vật tràn như nào? Mình hát thì người ta ấy, mình hát thì người ta ra mình đâu rồi. Công trại này, kia đoàn bình thường. Có các cái chị em đang ở trong kia. Giờ này thì không có ăn uống gì cho nên mình ra vào chơi. Quay sơ qua một chút. Đây đồng hồ đấy. Đây còn này, đây là ấm, cái này ấm đồng đấy, ấm đồng nhỉ? Thì kêu ấm đồng chút. Cái này từ thời thời kỳ hơi đồng đấy. À, đồng cổ. Quẩy chút, đây là bầu bí nhỉ? Bí khắc rất là đẹp. Nông sản. Cái này là như là thời ngày xưa rồi đấy. Cái này là lâu lắm rồi. Cái này là từ bồn thì kéo co. Còn người đang chuẩn bị kéo. Có lẽ đây là các cán bộ hoặc là người dân thì kéo co. Bán nghe nàn cái lúc đó nó vì vậy đề nghị các em chúng ta xuống sân để chơi. Vì vậy tại vì trong công viên của sân khấu sẽ phục vụ cho buổi tối sẽ diễn ra một chương trình văn nghệ rất là đặc sắc của buổi tối ngày nay, cuộc hội thi văn nghệ giữa các chi đoàn với nhau. Vì vậy ban tổ chức chúng tôi rất
100% của các đội bóng đầu tiên của trường. Tân Kỳ đã giành phần thắng trước đội tuyển. Nguyên bí thư chi đoàn võ các đội tuyển. Để đảm bảo cho hai đội thi đấu công bằng. Tập vắng khẩn trương luôn. Thôi. Hãy thua là thua rồi. Ở đây cũng thua là thua rồi.